Hello, xin chào các bác. Em đang đứng ở vườn sim nhà em đây. Đây là những cây hoa sim các bác nhé. Sim tím chiều mưa đây. Ngày xưa có cái bài hát đấy. Đây, khi hoa mới nở này. Khi hoa mới nở thì sẽ màu tím. Và dần dần nó sẽ chuyển thành màu trắng này. Để rụng cánh này. Để đậu quả này. Đây, em tìm cái quả chuẩn bị đậu nhé. Đây. Quả này đã thụ phấn và đã đậu này. Đây. Thì vườn nhà em là toàn bộ vườn nhà em là cây sim là toàn cây sim to thôi. Cây sim to mỗi cây thì phải cho cả yến quả. Nên cây khi cây bán cái loại to thì đắt hơn nhiều so với cái loại cây giống. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ươm cây sim từ hạt nhé. Để các bác có thể mua những quả sim đi về ngâm rượu này, xong chúng ta lấy hạt để chúng ta ươm thành cây con nhá. Cây con thì trồng lên khoảng 2-3 năm là có hoa thôi. Nói chung là rẻ thì lâu ra cho hoa. Còn những cái cây đã có hoa như thế này rồi thì em bán tầm phải 1,5 triệu đến 2 triệu một cây. Bác nào mà muốn mua cây sim thì liên hệ với em nhé. Còn các bác nào mà muốn ngâm quả sim thì đến khoảng 2 tháng nữa có quả chín thì em sẽ có sim để bán nhé. Đây bây giờ em sẽ đi vào và cho các bác xem quả sim và lấy hạt để chúng ta ngâm để giống nhé. Đây, mời các bác. Đây là những quả sim các bác nhé. Sim em đã ngâm rượu rồi, ra hết chất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đây bóp ra này. Chúng ta sẽ bóp những quả sim ra để chúng ta đi ươm nhé. Đây, trong quả sim đang rất nhiều hạt này. Đây, hạt còn rất nhiều. Đây các bác. Hạt này. Chúng ta phải bóp bóp cái quả ra cho hạt nó ra thì chúng ta đi ươm thì mới lên được nhé. Đây. Nên tận dụng các bác mà mua sim về ngâm thì bóp lấy cái hạt để ta ươm này. Mình sẽ trồng thử sẽ ra được những cái cây sim nhỏ con. Và trồng vài năm là lớn thôi. Đấy, chúng ta có thể trồng trên chậu, trồng cái thùng xốp để cho ra những cây sim vừa có quả để chơi vừa có sim để ăn. Đây phải chịu khó đi bóp quả, bóp. Đây sáng trời em cũng bóp được một ít rồi đây. Đặc điểm của cây sim là ít sâu bệnh. Chúng ta trồng và chăm sóc rất chi là dễ các bác nhé. Bóp hết cho hạt ra đến ra khi ăn bi lên cây được. Đây là chỗ của mình ươm cây giống mọi người nhé. Đây. Đây là cây đây là sim đã bóp cho hạt ra các bác nhá. Và từ đây là cát này, ươm cây giống ươm bột cát là lên rất chi là đẹp. Cát thì đã sới luôn.
cái quả sim á ra bằng cả cái thịt như này, lẫn lộn với hạt á, thì các bác cứ kệ nhá, vì cái thịt sim đây là xuống đất mà hắn lại sẽ thành phân luôn, còn cái hạt sẽ mọc lên. Sau đó ta tưới kém này, kém chia lắp kín này, và các rất chi là mát mát là sẽ mọc lên những cây sim các bác nhá, rất chỉ đơn giản. 2 tháng sau là có cây mọc. Và đây nha các bác nhá, em đã ươm một chậu hạt sim đây trên cái đống cát này. Vì cát vừa ẩm vừa mát nên là ươm cây sẽ giữ độ ẩm, hạt sẽ giữ độ ẩm và sẽ lên cây rất nhanh các bác nhé. Hẹn khoảng 1 tháng sau chị lại đẹp. Sim nhà em là những bụi to đấy, hoa đang chĩu chịt và đang vừa ra hoa vừa đậu quả, cứ hết lứa này đến lứa khác đấy. Đây, đây những cái chùm này là đã ra hoa và đang đậu quả rồi. Đấy, nhưng vẫn còn nụ nhá, vẫn còn những cái nụ chưa nở này. Nên là ở các cái khu resort các bác mà trồng những cây sim thì cực kỳ đẹp, vừa có hoa để ngắm, sau đến khi mà cái quả chín mọng nhìn trông rất thích mắt. Ở trên đây là em đã hướng dẫn các bác là ươm cây sim, hạt sim, sim từ hạt, từ cây cây giống từ hạt nhé. Và chúc các bác thành công, ươm lên những cây sim con đẹp, chỉ cần 1-2 năm sau là có hoa các bác nhé. Bây giờ em rảnh rồi, em đang đi vứt ít cóc, ít xoài mang đây. Cóc nha. Đây là cóc thái. Đi ra cây xoài nữa.